Vừa qua tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh PCI 2014. Trong bảng xếp hạng năm nay, Lâm Đồng xếp hạng 29. Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng năm 2014 xếp hạng 29, thuộc nhóm xếp hạng khá. Tuy tụt một bậc so với năm 2012, nhưng đang đứng đầu trong năm tỉnh Tây Nguyên với số điểm 58,79, thứ 17 trên 30 tỉnh thành thuộc nhóm hạng khá. Cũng theo VCCI, so với năm 2013, năm 2014 Lâm Đồng có 5 chỉ số tăng mà: gia nhập thị trường 8,45 điểm, tính minh bạch 6,43, chi phí thời gian 5,77, hỗ trợ doanh nghiệp 5,71, đào tạo lao động 5,86. 5 chỉ số giảm là tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động, thiết chế pháp lý và cạnh tranh bình đẳng. Báo cáo PCI 2014 vốn là kết quả điều tra cảm nhận của gần 10.000 doanh nghiệp, nhân doanh và 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về chất lượng điều hành môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam.